Truyền thông phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Vọng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, để nâng cao nhận thức và hỗ trợ bệnh nhân ung thư cũng như người nuôi trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tổ chức buổi gặp gỡ đặc biệt vào cuối tuần. Buổi gặp gỡ này không chỉ nhằm cung cấp thông tin quan trọng mà là cơ hội để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư. Buổi gặp gỡ đã cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động thăm khám định kỳ, quy trình chẩn đoán và các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiện nay. Điều này giúp bệnh nhân và người nuôi hiểu rõ hơn về quy trình hỗ trợ điều trị ung thư, từ đó có thể chuẩn bị tinh thần và thể chất tốt hơn. Thầy Nguyễn Tấn Thanh đã giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của bệnh nhân và người nuôi về các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư, cách chăm sóc và các vấn đề liên quan khác. Đây cũng là cơ hội để bệnh nhân và người nuôi kết nối với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và tìm thấy sự động viên trong cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng kết nối và hỗ trợ từ những người có cùng trải nghiệm sẽ giúp tạo động lực và niềm tin trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Xin chào tất cả quý vị. Thì hiện tại thầy Thanh sẽ cập nhật cái tình hình đơn vị thi công đang thi công tuyến đường này. Hiện tại thì bên thi công đã đổ được một lớp đá và đang cho lưu lèn với diện tích cái chiều dài là 250 m, để cho bệnh nhân sớm có thể đi lại trên tuyến đường này một cách thuận tiện. Thì bên đơn vị thi công cũng đang cố gắng nỗ lực làm chất lượng cũng như là đẩy nhanh tiến độ cho nó kịp. Tại vì lúc này cũng đang là trong mùa mưa, cho nên là sợ những ngày mưa gió nó sẽ khó đi. Đó là cái chương trình mà đơn vị thi công đang thực hiện. Hiện tại thì đã đổ được một lớp đá và sắp tới thì sẽ đổ thêm hai lớp nhựa nữa để hoàn thành cái con đường này. Thì hy vọng rằng sớm sẽ đi vào sử dụng để phục vụ cho quý bệnh nhân cũng như là người dân địa phương ở đây có một cái con đường nhựa hoàn chỉnh để thuận tiện cho việc đi lại trong phòng khám. Thì hồi nãy giờ thầy Thanh thấy có một vài bệnh nhân đi bộ cũng như là đi xe lăn, được đẩy bằng xe lăn cũng thuận tiện do đã có một lớp đá đã được cán, nó cũng bằng phẳng. Điều đó rất là vui mừng, không chỉ bản thân các thầy thuốc ở đây, bệnh nhân và người dân địa phương cũng như chính quyền địa phương rất là vui mừng khi có được cái con đường trải nhựa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với phòng khám để xây dựng được cái tuyến đường này. Xin được cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin gửi những lời chúc mừng sâu sắc và chân thành nhất đến bệnh nhân Nguyễn Kim Hoàng, hiện cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng bệnh nhân Nguyễn Kim Hoàng đã kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư gan trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị tại phòng khám, đã chính thức phục hồi và trở về sum vầy với gia đình. Trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám, anh Nguyễn Kim Hoàng đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn và đau đớn do căn bệnh ung thư gan gây ra. Những ngày tháng ấy không chỉ là thử thách về mặt sức khỏe mà còn là cuộc chiến tinh thần, khi anh Nguyễn Kim Hoàng cảm thấy tinh thần mình sa sút trước những cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, với sự động viên và hỗ trợ tận tình của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên, cùng với niềm tin mãnh liệt vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự trợ giúp tâm linh từ cố linh mục, nhà nghiên cứu Cha Pedro Nguyễn Văn Tường, anh Nguyễn Kim Hoàng đã không ngừng cầu nguyện và hy vọng. Sự kiên trì và lòng tin của anh Nguyễn Kim Hoàng đã được đền đáp. Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự phục hồi kỳ diệu của anh và mong rằng niềm vui này sẽ là động lực lớn lao không chỉ cho bản thân anh mà còn cho tất cả những ai đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè đã đồng hành, ủng hộ anh
trong suốt thời gian hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Cùng với đó, chúng tôi cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các thầy thuốc, nhân viên y tế đã nỗ lực không ngừng để mang lại sức khỏe và sự sống cho bệnh nhân. Chúc anh Nguyễn Kim Hoàng có một cuộc sống mới, tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Chúng tôi tin rằng những ngày tháng phía trước sẽ đầy ắp những điều tốt đẹp và bình an. Xin trân trọng. Lúc đầu vô thì nó triệu chứng nó làm cho mình trướng trướng bụng á. Đó, rồi đau hai bên hông này nè. Nói chung cũng đau. Thì cái trong nhà thì nó cũng khuyên đi khám bệnh viện, thì mình cũng ra bệnh viện khám là 175. Rồi bệnh viện quận 12, bệnh viện Hòa Hảo, cuối cùng là bệnh viện Hòa Hảo á. Thì nói chung là người ta xét nghiệm ra thì nó mình bị ung thư gan. Đó. Rồi từ đó, tại vì nói chung là hồi xưa là mình cũng đã biết Gia Tường ở đây, là lúc Gia Tường mới về đây là mình đã biết rồi. Nên rằng là trong bên bác sĩ bệnh viện cũng khuyên mình là nên đi vào để mổ, để cắt cái khối u ra đi. Nhưng mình cảm thấy rằng là mình cũng không tự tin lắm. Thì mình ngồi mình nghĩ rằng là con người mình mổ xẻ thì mình cũng không thích lắm. Đó, nên là mình đi theo cái hướng là đi theo hướng bên cháu nano của cha Tường và các thầy ở đây. Nói chung vô đây thì mình vô đây là tổng cộng là được gần 3 tháng. Nói chung 2 tháng rưỡi là mình đi khám đó. Đúng là 2 tháng rưỡi đi khám. Nói chung là giờ chỉ số ok hết, tất cả rất là đẹp. Nói chung vậy giờ mình về chịu yếu là giữ phác đồ của thầy, mấy thầy là ok thôi. Chắc chắn là phải có rồi. Cái thứ nhất á, là mình ăn uống giống kiểu mà thịt đồ nhiều. Cái thứ hai nữa là mình rượu bia nhiều. Cái rượu bia là cái chính, cái tác nhân để nó xảy ra cái này. Đó. Và từ đầu là mình bị viêm gan siêu B nữa. Đó. Nếu mình biết kiêng cử đồ này kia đàng hoàng thì nói chung là nó không xảy đến cái sự cố này đâu. Nhưng mà do giống kiểu mà tác nhân là rượu bia với mình ăn thịt nhiều quá, có thể như vậy nó mới xảy ra những cái vậy. Thì nói chung là giờ mình khuyên người ta nó cũng khó lắm, nhưng mà có một cái thì mình cũng nên nói là trước á, là ví dụ như bia rượu thì cũng hạn chế bớt, thuốc lá bia rượu hạn chế bớt. Cái thứ hai là ví dụ mình ăn á, thịt động vật thì cũng hạn chế, đừng có nên ăn nhiều quá. Đó, vậy thôi. Chứ còn nói chung là mình cũng chẳng có cái quyền hạn để khuyên người khác. Đó. Nhưng mà mình chỉ nói về nếu mà ai cảm thấy mà kiêng được hay là ví dụ như giảm bớt đi những cái đó thì nó tốt cho bản thân mình hơn thôi. Nói đúng ra mà ở đây á là mình đi vào đây nghe mình trị bệnh, mình cảm thấy nó có một cái giống ai cũng đều là ung thư hết, phải không? Nên người ta hỗ trợ nhau rất là nhiều. Ví dụ mình không biết á thì người ta hỗ trợ cho mình, ví dụ cái cách này cách khác. Nên ở đây giống kiểu mà gọi một cái nhà vậy đó. Rồi lên đây thì anh chắc ai cũng biết rồi. Nói chung ở đây thì ai cũng biết hết. Nói chung lên đây thì điều trị thì không tốn tiền tốn bạc gì hết á. À, nói chung là cháo gạo thuốc men đồ này kia là mấy thầy đều lo cho đầy đủ, không phải thiếu cái gì. Nói chung rất là cảm ơn các thầy với mạnh thường quân rất là nhiều. Không thì cái quá đáng không quá đáng thì cũng tùy theo kinh tế của một con người nữa, chứ không phải ai cũng như ai. Ví dụ người khó khăn á thì cả tâm thấy rằng nó cái eo hẹp đồng tiền thì nó là khác, còn ví dụ có người người ta rộng rãi đồng tiền chút thì nó vấn đề nó là khác. À, còn ví dụ như mình ở đây thì phòng trọ thì chắc anh cũng biết rồi, thì giá nó lung tung lăng tăng hết. Có người thì cho thuê 2 triệu, có người thì cho thuê 500, 1 triệu. Đó, giống em thì em ở ngoài anh Thuận. Nói chung về anh Thuận thì nói chung rằng là anh hỗ trợ rất là nhiều. Đó, anh giống kiểu mà từ anh giảm từ từ chứ người ta giờ còn cái ví dụ phòng mà không có máy lạnh thì chỉ có 500, thì có máy lạnh thì có 1 triệu ra. Đó, thì cũng nói chung về như vậy là quá rẻ rồi, không có cái gì đòi rẻ hơn nữa đâu. Đó, còn về ví dụ như mà những cái nhu yếu phẩm mà trong cái để cuộc sống mình thì nói chung tùy theo mỗi người thôi. À, người ta có tiền thì người ta mua cái khác, còn không có tiền thì mua cái khác, nó vậy thôi. À, giờ ở đây thì cũng rất là rẻ chứ không đến nỗi mắc. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây.
cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
còn gì đâu cho con cho người, như dạ chàng xe cát giữa biển đông. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người, ích gì đâu ân sâu với công đầu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, đường thẳng sâu đưa con đi về đâu, đường thẳng sâu đưa con đi về đâu. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, trong nguyện cầu trong trái tim thẳm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa trong tình yêu, đang đêm tô đời làm người trong tình yêu. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy đường Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang đêm tô đời rằng người trong tình yêu. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.